Xin chào cả bạn Business Today, và chúng ta có một nghìn subscriber. Vì có một subscriber thì nên là tôi cũng sẽ có một vài dự định trong tương lai tiếp theo, và lại một năm nữa, năm sau nữa tôi sẽ bắt đầu cái thi đại học. Thế nên là khối lượng công việc đang ngày càng tăng lên, và tôi không biết là tôi sẽ còn duy trì được cái YouTube này bao lâu, nhưng tôi sẽ vẫn cố duy trì trong lúc mà tôi có thể. Đó là một niềm vinh dự được làm video với các bạn. Tôi vẫn chưa nghỉ đâu nhé, vẫn còn rất là nhiều việc và tôi định làm trước khi có thể nói là tôi nghỉ YouTube và bắt đầu vào cuộc đời chính thức của tôi. Do cái thời gian hiện tại cũng do bận rộn, tôi sẽ nói với các bạn lịch mới của tôi. Tôi sẽ đi học từ thứ hai cho đến hết thứ bảy, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, từ thứ hai đến thứ bảy chấm hết. Và tôi có khoảng thời gian từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ tối, và trong thời gian đó tôi sẽ cố gắng quay mấy cái time lapse cho các bạn, và một vài các bạn hỏi tại sao tôi không còn quay video trên facecam nữa, là đó do là vì máy của tôi bây giờ có thể nói là càng lúc càng trở nên tệ rồi, Java không còn chạy được nó như thường xuyên. Và nếu các bạn và tôi thấy để các bạn rằng thích, các bạn thích cái là Minecraft Survival Map, thế nên là nếu các bạn thể giới thiệu cho tôi cái Minecraft Survival Map nào mà nó nhẹ, trong không lúc nhiều, có thể tốt cho máy tính của tôi, có thể nói là RAM 2GB, bộ card Intel cũng lắm rồi. Và một lý do nữa là tôi không bao giờ có thể quay được nhiều video nữa, vì gia đình tôi lúc nào cũng ở gần, sẽ là cả một phép màu, phải là cả một gọi là một sự ủng hộ từ các bạn rất lớn, thì có lẽ tôi sẽ bỏ thời gian dành việc đó, tôi để quay tối, nhưng tất cả đều có do quyền của các bạn. Và nếu các bạn muốn tôi làm cái map một cái survival map nào mà có thể nói là khá phổ biến và cũng không bị lỗi nặng như Skyblock, series cũ của tôi là Skyblock, tôi không định bỏ series đấy. Đây tôi thể hiện cho các bạn tại sao series đó dừng lại ở tập số 14, đúng như 14. Máy tính của tôi vào một ngày đẹp trời nó bật lên không bật nữa, tôi đi sửa và người ta nói rằng nó đã về nơi thanh bình cuối cùng rồi. Nên là cả cái sếp trong đấy chết theo nó. Điều tương tự cũng xảy ra đối với cái máy tính cũ của tôi, về cái series sinh nhật dưới lòng đất. Một chuyện nữa, series sinh nhật dưới lòng đất là các bạn không bắt buộc phải xem nó. Thực ra tôi cũng không có ý định để làm lại nó. Tôi đang làm cái series về cái lâu đài mới, tôi sẽ survival ở server X-Miner rồi. Các bạn để xem cái series đó, series sinh nhật dưới lòng đất có một vài tập là về tiếng Anh, các bạn chọn không xem nó. Tôi, nếu như các bạn không hiểu tiếng Anh thì các bạn có quyền không xem nó. Thật là tôi rất đáng tiếc nếu như các bạn có thể bỏ lỡ được gì đó, nhưng sẽ là chấp nhận như vậy, tại vì tôi không thể nào mà có thể đăng cái phụ đề vào được, vì YouTube có một cái thứ người ta gọi là có khoảng 5.000 video được edit và đăng tải lên trong vòng vài phút. Thế nên là để đến lượt tôi để được ưu tiên để edit video ấy, thì chắc là cả một quãng đời rất dài, thế nên tôi không thể làm lại được những video đó nữa, vì có phần là tôi quá lười và thời gian tôi cũng vô cùng quá hạn. Một điều nữa, có thể tôi nhìn thấy rất nhiều những comment của các bạn trên YouTube và tôi không thể nào mà trả hết được tất cả những comment đó được. Thế nên các bạn muốn thì hãy nói giúp tôi một câu rằng là tôi sẽ làm một cái video riêng để giải quyết tất cả những câu hỏi của các bạn trong một cái người ta gọi là question and answer hoặc Q&A, hoặc hỏi và giải đáp. Tôi có thể làm một cái đó khi quay facecam và đi lòng vòng trong X-Miner như một thằng điên, và cùng có thể bị ứng creeper nổ cho nên chết. Thế nên các bạn phải chọn không xem những video đấy, và nếu các bạn muốn các bạn thể xem cái video xây lục đài mới của tôi có thể nói là nó khá đẹp. Link ở dưới description, bao giờ link của cái gì tôi đăng lên cũng ở description, thì tôi quá lười để có thể đây là một cái video và đây là một cái video nữa và đây là một cái video nữa và đây là một cái video nữa, tôi không làm cái đấy nữa để tôi có thể là tôi phải về edit. Dù sao cũng cảm ơn người subscribers. Một lần nữa, nếu như các bạn muốn tôi chơi là các sản phẩm map nào mà nó nhẹ, nếu không phải adventure map hầu như vẫn câu chuyện rất to và nó làm rất lan, có những map như Sky Factory Modded tôi đang định làm thế. Nếu như có một cái lỗi người ta ghi Java TMS is not responding,
và vì đấy tôi không thể quay được xe taxi. Tôi rất muốn quay nhưng tôi không thể quay. Nếu các bạn để giới thiệu cho tôi những cái skyblock nào mà mod mà nó cũng tương tự như Skyfactory mà không yêu cầu nhiều Skyfactory thì hãy để cho tôi biết. Giới thiệu tôi Minecraft Survival Map là cảm ơn mọi người subscribers. Tôi vẫn chưa tắt Minecraft ở tab ứng dụng hầu don. Tôi có thể làm nhiều video ở Xminer và nếu bạn muốn tôi sẽ tôi nói trực tiếp những gì tôi quay ở Xminer. Tôi biết nếu như các bạn thực sự thích thú vào những việc mà tôi trang lắp xây nhà thì một video 6 phút mà các bạn xem YouTube là hơn một tiếng đồng hồ tôi làm, mà trong một tiếng đó cũng không thể kết được việc gì nhiều vì tôi đang trong survival. Thời gian tôi quên gì nữa không nhỉ? Như là không. Không có gì. Thì tôi sẽ quên gì đó và khi video này YouTube tôi sẽ hối hận làm tôi quên. Lại một lần nữa cảm ơn các bạn về 1.000 subscribers. Thực ra cũng mất khá lâu tại vì một vài thời gian đã có một vài chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Cậu thấy chuyển nhà, laptop mới, quan trọng hơn với thời gian biểu mới và kỳ học riêng phức tạp hơn và vẫn có những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống thực tế của tôi. Vậy cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã đón xem và tôi sẽ gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Kiss gì. Tạm biệt.